vào cái tí quá. À, đếm đi, đếm là tính tiền. 100 quả bồng nhà khoa đó. Nghe nghe là quay clip đâu rồi ông Minh quay clip. Bây giờ đến ông khoa. Đếm người bảo một ra. Đây đếm đi cho chuẩn đếm đi. Con đấy. Ai biết nhà bạn đi ra đếm thì còn bổ đi. Đã được đâu một quay. Quay phải bỏ ra để đếm. Ông cứ tự đếm. Quay chưa? Chưa. Đấy. Thế nó bảo nó không quay cái công tơ. Ở đây không? Con đuổi nó thử. Con thử quả tí. Thử quả to hả? Chẳng to hả? To quả tí thử làm gì? Bà đừng điên. Bà đi bán bằng kia được 15 con cho thêm tiền. Con cho thêm. Đấy thế ở nhà thế như bà bảo là bồng bằng kia rẻ rẻ gì không rẻ. 17.000 quả tí như vậy không bằng cái quả tròn ngày kia. Không bằng cái quả kia tù. Thế con mua 12.000 thế nào? Mà mua trong quả mua buôn nhà bà thì thế nào? Người tôi mua mấy quả về ăn. Người ta bảo là nhà thương là mua buôn ăn buôn á. Ông nhà bảo là nhà thương bảo là nào là đếm nhá. Nè, hôm qua là đếm. Đếm. Đâu? Đây đây vẫn nguyên nguyên bẻ nó chắc còn phải đếm. Lại đây đây mình vẫn một đống ra luôn. Mình đang quay nó đếm lại. Đấy 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 ghê. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cho nó thử 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 quả, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 thứ rồi. 5, 6 đâu? Ấy đấy không lấy đâu đấy. Ông người vặt quả khác quả bé đấy không rồi. Không đấy tinh ông châm hỏng rồi. Vặt ông ta vặt cho con 4 quả nữa. 96 thứ 4 quả. Không. Vừa đừng bồm bồm quá. Đầy ở gốc đây. Ăn là bốn quả. Bà ở nhà không rẻ đâu. Ông đông đông bắt cái cây. Của nào mà của. Cái cây
nhà. Thôi bốn quả thôi, bằng lắm á. Còn dọn nhà bẩn lắm cô, cho mặt mũi bẩn hết. Đấy, đủ 100 quả. Báo cáo đã đủ 100 quả. Đấy. Quả này nặng cực vậy, nặng như đá. Nó còn đưa mấy rồi. Để xong rồi đi. Cả trăm quả này còn gì nữa. Mình có thể đút vào túi. Giờ đếm đi. Đếm cho em bổ hai bổ. Không qua bổ đấy. Ngon lắm. Ngon. Mà ngon thế, chả ngon. Mà thử bóng cua nhé. Nó có thử bổ đâu không cua. Con đã bổ đâu. Bổ đống đây gì. Đây thử bóng cua đây. Ở thúng đấy. Đấy, cái bồ quả, ba thử bồ quả nữa. Nhà con thử bồ vẫn vất đấy. Nó còn thích như quả cam mà vẫn ăn thích chơi. Bồ quả luôn đi, giống bồ quả luôn đi. Đây là quả tí. Chào các bạn nhá, đây là bưởi nho thoát trần, bán tại nhà. Bạn nhu cầu thì liên hệ với Thoa theo địa chỉ số điện thoại 0 một không nhanh thế ai mới biết email Thoa Trần quả này lại nát hơn mà đấy. Xin giới thiệu các bạn, đây là bưởi nhà Thoa Trần. Những quả bưởi rất vàng, rất ngon. Bưởi diễn 10 năm tuổi. Có ông Thoa đấy nhá. Chào các bạn nhá, chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Chúc các quý khán giả ăn bưởi của Thoa Trần ngon miệng, sống lâu trăm tuổi. Các bạn xem nếu thấy hay hãy đăng ký ủng hộ Thoa và nhấn chuông xem các video sau Thoa làm. Xin chào, tạm biệt. Chúc một ngày vui vẻ.